chia sẻ với anh em một cái công cụ gọi là tự động crop và cân chỉnh cho hình cây ngắn. Đây là một bức hình mà chúng ta có rất là nhiều hình nhỏ nhỏ bên trong. Bây giờ mình muốn tách từng hình nhỏ nó ra thì mình phải dùng công cụ crop, crop lại, cân chỉnh ngang dọc cho nó ngay ngắn và phải làm rất là nhiều lần, mệt. Có một cái công cụ anh em chỉ cần click một click thôi, nó sẽ tự động nó tách từng ảnh nhỏ ra. Nó gọi là crop and stretch photo. Anh em bấm vào đó và nó tự động chạy, rất nhanh và đơn giản, không tốn thời gian. Đó, anh em thấy rất hiệu quả. Đó, bây giờ mình thử một bức hình khác. Mình chụp ở bên bờ tường, rất là nhiều hình, phức tạp hơn. Đó, anh em thấy là công cụ rất là mạnh, và chúng ta sẽ cảm giác là nó hiệu quả. Chúc anh em vui vẻ.